chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Coratec CCT, một dòng xe đạp full carbon. Và chiếc xe thì được sử dụng một bộ group rất là chất lượng cao cấp của dòng Shimano, đó là dòng Ultega. Và group này là Ultega chạy điện các bác nhé, cặp pin chạy điện, khung full carbon và được sử dụng cặp vành là 700C của hiệu DT Swiss R1900, là một cái đơn vị sản xuất vành rất là có tiếng của Thụy Sĩ, được rất nhiều những cái hãng đẳng cấp trên thế giới sử dụng cái dòng DT Swiss này, cặp vành này. Khung thì full carbon, tông màu xanh đen rất là đẹp. Thương hiệu Coratec, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Cái thương hiệu, nếu mà các bác có xem những cái giải đấu ở trên thế giới ấy, thì cái thương hiệu này người ta sử dụng trong giải đấu rất là nhiều. Đồ CCT và được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Ultega điện các bác nhé, chạy điện. Đây có cái củ motor gạt đĩa này, Ultega vào đây đằng sau này cũng có củ motor này. Và cắm pin các bác nhé, cắm pin. Khi hết pin thì cái bộ này nó sẽ kèm theo một cái củ sạc, củ sạc pin thì cắm pin vào là chạy được, và cái thời lượng pin rất là cao, các bác phải đi mấy tháng mới sạc một lần. Phanh ba mảnh cũng là sử dụng Ultega luôn, và đùi đĩa trục rỗng, full hết một bộ Ultega rất là cao cấp. Vành DT Swiss R9000, cặp vành này trên thị trường ở nước ngoài đang bán với mức giá là hơn 100 đô, nó hơn 100 euro, nó tương ương với cả là 2,5 triệu, 2,6 triệu gì đấy. Nhưng mà về Việt Nam thì cả thuế nữa thì các đơn vị bán hàng mới thì người ta sẽ bán kênh lên, thì em cũng không biết giá chính xác, nhưng mà giá ở thị trường nước ngoài là khoảng hơn 100 euro. Cặp vành này rất xịn, một cái đơn vị sản xuất vành của Thụy Sĩ mà được rất nhiều hãng hàng đầu, hãng xe đạp hàng đầu thế giới tin dùng. Mayer bi vòng hết các bác nhé, Mayer sử dụng là bi vòng bạc đạn các bác nhé. Khung full carbon, hãng còn tem các thứ đây. Khung thì nước sơn nguyên bản này, thì còn tương đối là đẹp, vẫn giữ cái bộ bóng mới tương đối là tốt. Chỉ có những cái vết xước dặm, xước nhỏ, xước dăm qua quá trình sử dụng. Đó là xe bãi tại thị trường nước ngoài nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì vẫn giữ cái độ đẹp và mới là cũng tương đối là cao. Tay lắc cũng là Ultega, sử dụng cái loại bấm nút các bác nhé. Các bác nhìn cái đề sau em bấm thử các bác đấy, bấm bấm nó lên xuống này, rất là đẳng cấp. Đặt đĩa trước này, cái bộ này nó cũng có cái tiêu chuẩn kháng nước rồi các bác nhé, các bác không sợ đi dày mưa đâu. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ xem nó từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe này có cái size cho các bác đi từ khoảng 1m66 đến khoảng 1m76 đi là phù hợp.
lên xuống rất là mượt mà thôi. Các bác nghe cái tiếng cử động của những cái giạc này, nghe nó rất giống cái tiếng máy móc, robot những thứ. Thì vừa em giới thiệu qua cho các bác mẫu xe đạp Coratec CCT sử dụng bộ Ultega chạy điện và vành DT Swift đang được bán tại mức giá chỉ có là 30.800.000. Giá em nghĩ là rất là hợp lý để cho các bác có thể mua để trải nghiệm cái bộ group chạy điện 30.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và các bạn lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.